Tôi bớt sử dụng túi nhựa. Dấu chấm phẩy. Dấu ngoặc đơn. Dấu gạch chéo. Sạt lở đất. Sạt lở đất. Sạt lở đất. Dấu ngoặc. Dấu chấm. Dấu nháy đơn. Dấu ngoặc kép. Dấu gạch nối. Tuyết nhân tạo. Như thế là trái với quy tắc. Tôi bỏ qua. Giày trượt tuyết. Như thế là trái với quy tắc. Trở lại ô xuất phát. Đương nhiên, cứ thoải mái. Giày trượt tuyết. Như thế là trái với quy tắc. Trở lại ô xuất phát. Bạn có thể nạp 10 đô la vào thẻ của tôi không? Như thế là trái với quy tắc. Cuộc họp tiếp theo. Trở lại ô xuất phát. Như thế là trái với quy tắc. Cuộc họp tiếp theo. Có quyền tự chủ. Tù nhân. Như thế là trái với quy tắc. Tà ấm. Có quyền tự chủ. Có quyền tự làm đúng theo hướng dẫn. Làm đúng theo hướng dẫn. Tà ấm. Có quyền tự chủ. Gia đình giám hộ. Tôi giỏi toán. Toán học. Thể dục. Tin học. Tôi giỏi toán. Tôi học sinh học vào sáng thứ ba hàng tuần. Úp rổ. Bóng tập thể dục. Bạn gái.
Tôi tập thể dục. Tôi ngủ. Đến lượt ai chia bài? Tôi tập thể dục.